Bỏ tận 300 cành ra để ăn một tô bánh canh cua thì liệu có đáng tiền cho chỗ mà hôm nay tôi đi là ở bên quận 4 chứ không phải là quận 6 đâu nha. Quán này ở bên quận 4 thì quen quá rồi, không cần phải nói nữa. Nhìn cái tủ đồ ăn đằng trước là thấy chất lượng liền. Tôi không biết đối với mọi người sao nhưng mà đối với tôi thì một tô bánh canh 200 cành, 300 cành gì không quan trọng. Quan trọng là nó phải xứng đáng với giá tiền. Như cái tô này 300 mà được quá chừng topping luôn nè. Bánh canh được nấu trong cái thố bằng đất như vậy, lúc mà vừa bưng ra là nó còn sôi ùn một luôn. Trời ơi, cái thố bánh canh này là phải đi hai người mới ăn hết nha, chứ một mình là ăn không có hết đâu. Có nguyên một con tôm càng to ú ụ mà là tôm tươi còn dãy đành trong hồ luôn nha. Ngoài ra còn có chả mai cua, bào ngư, sò điệp, ốc nhồi, hải sâm, mai cua, ốc bù lót, nấm đông trùng, thanh cua, huyết và đặc biệt là có rất là nhiều cua và càng cua. Trong cái thố này quá trời đồ bổ luôn, đang mệt mệt mà ăn một tô vô cái là khỏe liền. Nước chấm thì mình sẽ có muối ớt xanh và nước chấm tắc, mà mấy cái topping ở đây cái nào cũng bự bự hết á. Tôi để cái con tôm càng vô tô thôi là nó che hết cái tô luôn rồi. Cái phần nước dùng nó sệt sệt rất là đậm đà luôn. Tôm với bào ngư khá là tươi luôn á nha. Ăn nó sệt sệt và rất là ngọt thịt. Mấy cái càng cua bên đây thì kiểu là những cái càng nhỏ thôi à mọi người, nhưng mà được một cái là trong tô rất là nhiều thịt cua luôn nha. Nói thiệt chứ cái tô này nó nhiều topping quá luôn á. Kiểu là mới ăn topping thôi chưa có kịp ăn bánh canh là đã no rồi mọi người. Húp hết cái phần nước lèo sệt sệt là nó no căng cái bụng luôn. Cái trà hoa cúc ở bên đây đúng ngon luôn mọi người, nhớ thử nha. Giữa cái thời tiết 38 độ Sài Gòn mà mấy chục con người đứng chật kín cái hẻm để mua bánh tráng gì thôi nè mọi người ơi. Người nào người nấy đi ra cũng xách hai bịch trà bá lưỡi như vậy nè. Tôi phải xếp hàng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì mới có bánh tráng để mua được đó mọi người ơi. Bánh tráng của cô thì lúc nào nó sẽ cứng nhưng mà cô sẽ xịt nước vô rồi sẽ bỏ tắc và sa tế nhà làm của cô vô nè mọi người. Hành phi thì cô bỏ vô mấy cái bịch nhỏ sẵn, mỗi lần trộn thì cô đổ vô thôi. Cái muối của cô nó sẽ có cái vị hơi mặn mặn chứ nó không có vị ngọt nha mọi người. Vị muối này tôi ăn quen lắm, giống như cái muối tuổi thơ ở trong mấy cái bịch bánh tráng nhỏ nhỏ hồi xưa mình hay ăn á. Một bịch tôi mua có giá là 20k, có 5 cái trứng cút nha. Tại đông quá nên tôi thấy cô trộn không có điều mà cái gì nó hơi mặn á mọi người. Bánh tráng của cô ở mức tạm được thôi á, nhưng mà để bỏ 1 tiếng rưỡi ra đứng đợi giữa trời nắng về mua bánh tráng thì chắc là tôi sẽ đợi những cái lúc mà vắng khách thì tôi mới mua lại thôi đó mọi người ơi. Chỉ là 1005 Nguyễn Kiệm Gò Vấp. Muốn ở đây mà không muốn về luôn á. Mấy bạn nhớ chờ video của mình lần sau. Mình sẽ ăn gì chơi gì ở Nha Trang này nha. Bye bye.